Chào tất cả các bạn nha, mình là Trần Bạn Giang. Thì hôm nay Trần Bạn không có chia sẻ quy déo về xe ha, mà hôm nay sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn và cô chú anh chị ha, cách để mà sửa cái ấm điện siêu tốc này ha. Đó, cái ấm điện siêu tốc này là chắc nhà của các cô chú anh chị ai cũng đều có, nhưng mà nó hư liền phát luôn. Nhà mình cũng vậy luôn ha, nó hư hoài luôn. Lúc trước là ông ba mình nó hư đến hỏi mà ông mua không kịp để mà sử dụng. Xài vài tháng là nó hư xong rồi lại đem đi lại tiệm sửa, thì người ta nói là người ta không có sửa cái ấm này ha. Nó thì dục ra ngày trước thì dục cái tùm la nhân đó, và sau một thời gian thì mình đã tháo ra mài mò và sửa thành công rất là nhiều lần luôn. Cho nên hôm nay mình chỉ chia sẻ tất cả cô chú anh chị để cách làm để sau này cái hư cái ấm này nè mình không cần phải mua nữa, mà mình sửa là mình tự mình xài ha. Đó, và mình làm cái video này là cũng để cho mấy ông chú gần sớm mình á. Đó, ông lại mình sửa xe mà chuyên gia ông kêu ông Bạc sửa cái ấm siêu tốc cho ông luôn à. Đó, thì nói chung là cũng làm giúp cho mấy ổng, tại vì ổng sửa xe mình rồi ông kêu sửa giùm thì để đi, nghỉ rảnh thì lấy thì được. Đó, thì thật ra là cái ấm này nó đơn giản, là cái của chú anh chị nó không có gì là phức tạp, chứ nó không có giống như xe mình ha. Đó, thì sau đây thì chẳng bạn sẽ chia sẻ cho cách kiểm tra như thế nào khi mà cái ấm nó không có đun được ha, tức là nó không có xài được đó. Thì trước tiên á, cái ấm nó không có đun được thì mình phải cần kiểm tra cái thiết bị này trước. Đây là chính là cái nguồn, giống như gan như là xe mình vậy đó. Thì cái này là cái nguồn, thì mình kiểm tra cái nguồn đầu tiên là cái nguồn nó trước, rồi mới kiểm tra bộ phận khác. Cái nguồn nó ok rồi thì mới tới bộ phận khác, thì nó giống như gan như xe, không có gì khác chứ. Thì sau đây mình tháo ra, mình hướng dẫn chúng để kiểm tra bộ phận nguồn trước ha. Thì tất cả cô chú anh chị, khi mà cái ấm của mình là mở lên nó không cháy đèn này ha, thì mình mở lên là nó không cháy đèn này nè, tức là nó không có điện ha. Đó, thì mình tháo bộ phận này ra, mình kiểm tra cái nguồn, nó coi mình coi cái nguồn cái dây điện có đứt không. Thì mình sẽ dùng cái đồng hồ Powerwall ha, thì mình mở ra chế độ phân mạch này mình để thử nè. Không, bà con chú thấy không, nó thông không, nó thông thì mình kiểm tra coi đường dây điện nó có đứt không, mình kiểm tra coi đường dây điện của mình nó có bị đứt bị mục không ha. Thì đây mình sẽ đo thông mạch ở đây và đo chân đây. Đó, cả cô chú nghe không, nghe tiếng tiếp tức là thông mạch ha. Đó, thì cái chân này, đối với chân này, đó, nó có thông không, đó nó thông tiết thấy không, đó nó thông rồi ha. Thì mình phiên tất cả cô chú anh chị nữa, nếu mà nó thông ở chế độ đó rồi thì tất cả cô chú anh chị đo ở đây luôn nè, ngang đo cái mặt này nè, ngang có khi lâu ngày quá nó đứt cái chỗ này nè, nó nóng quá nó đứt chỗ này ha, chỗ này nó mình đo chính xác hơn, mình đo ở đây thông mạch rồi ha, và chích vô đây luôn, chích vô cái kim này luôn, chích vô chỗ này nè, đó chích vô chỗ này và chích luôn mấy cái mạch này ha, mình đo coi nó có thông mạch với cái này không ha. Có khi là mình đo ở đây nó thông nè, nhưng mà chỗ này nó đứt nè, nó khúi cục chỗ này ha, thú vực chỗ này nó cũng dẫn cái tình trạng là không có cái nguồn, không có nguồn điện điện để mà cấp đây nè, để mà cho cái ấm của mình nó có điện để mà nó khởi động ha. Đó là nguyên nhân. Cái thứ hai nữa là tất cả cô chú anh chị á, cái này á, là nó cái mạch điện nè, nó lâu ngày nó sẽ tan cái chỗ này nè, các chú chị thấy không, nó tan này nè, nó tan không này thì nó không thể nào bắt mực mạch điện. Thì lâu ngày quá, nếu mà tất cả cô chú anh chị thấy nó tan quá tan thì mình tháo ra chỗ này ha, mình vệ sinh lực sạch sẽ, mình lấy giấy nhám mình cào lại ha, thì nó mới ăn điện. Nó đặc biệt là chỗ này cũng vậy đó nè, nó lâu ngày thì chỗ này nó không ăn thì mình tháo ra mình bóp lại thấy không, mình bóp cho nó bung ra lại cho nó ăn vô cái mạch điện như này nè, cho nó ăn như này nè, thấy không lâu ngày quá không ăn thì mấy cái chỗ này nó xét quá thì mình lấy giấy nhám mình vệ sinh lại ha, đó nó mới ăn điện được đó. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Thì mình kiểm tra cái này ok rồi đi, ok rồi mà mình gắn cái này vô, mình gắn cái bộ phận này vô mà nó không lên điện nữa thì lúc đó mình mới kiểm tra bộ phận này ha. Đó, và lúc đó mình mới kiểm tra bộ phận này, đó cái này ok rồi thì nó không chạy thật tới bộ phận này. Đó, và cái ấm này mấy bữa trước nó cũng đã hư rồi, xong rồi các chú chị đó, mà là mình mới sửa xong ha, mới sửa xong nó hư liền phát, nói chung nó hư hoài. Mấy bữa trước thì biết nó hư gì không, nó mấy bữa trước thì nó bị tan mấy cái mặt này nè, nó không ăn điện, mình làm lại rồi ha. Và lúc trước thì nó bị cháy mấy cái mặt trong này nè, mình cũng đã làm rồi, mình giả mình là mình sẽ hướng dẫn cho các cô chú anh chị ha. Đó, nguồn đã xong rồi thì bỏ qua một bên để kiểm tra cái ấm. Đây thì thường cái ấm siêu tốc đó các cô chú anh chị thấy không, lâu ngày nó sẽ xét cái chân này, nó sẽ chét cái chân này nè, nó sẽ mục cái chân này. Nếu mà mình giả ra mình thấy nó xét nó mục thì tất cả cô chú anh chị á, một là sẽ hàng trực tiếp luôn, hai là lấy cái mỏ hàng chì mình hàng trực tiếp, hai là mình cũng sẽ xài cái ghim này nè, rồi mình hàng dây điện mình sẽ gắn vô lại ha. Đó, nếu mà tháo ra gặp bệnh liền thì mình bắt bệnh làm luôn, không cần kiểm tra cho nó. Nếu mà gặp gì là chắc ăn là nó bị cháy vô đó rồi đó. Đó, cái ấm siêu tốc này thường thường là cả mấy mối điện xài lâu là nó bị cháy liền.
đó, cái ấm này nó cũng bị cháy nè, mình mới làm lại nè, đó thấy không, mà lâu vào lâu ngày nó muốn cháy nè, một thứ hai nó cháy là nó thứ hai là nó bị lỏng lỏng gì nè, đó nó lỏng lỏng như tình trạng nó cũng không ăn điện ha, mình gắn vô là không thể nào mà nó ăn điện nữa ha. Đó, cái ấm này sửa đơn giản thôi, mà tại vì có nhiều người ta không sửa rồi hay là như thế nào, nó đem cho nó không sửa rồi đó, thì mình hướng dẫn tất cả cô chú gì mơ mốt gã ra làm gan vậy là ok. Đó đây nè, nó lắc lắc gì nó cũng không ăn điện nè, thấy không đó. Rồi nó tan chỗ này nè, nó không ăn mạch điện, hoặc là lâu ngày quá nó nóng đó. Khi mà nó nóng quá nóng đó, thì nó bị cháy chẳng mấy chỗ này nè đó, mình làm là hết là ok ha. Đó, nếu mình thấy như vậy thì mình làm là ok, còn không thấy, trường hợp là mình thấy tất cả bộ phận này nguyên vẹn hết trơn rồi nhưng mà nó không ăn điện đó, thì lúc đó mình sẽ kiểm tra con tắc ở đây nè, mình coi con tắc nó là có ok không ha. Đó, tại vì cái con tắc này tắc mở nè, mình tắc như vậy mình tắc mở nè, đó mình bật gì nè, mình bật gì là thì nó mới có điện, nó mới có điện sống cung cấp cho cái nguồn như này ha, cho cái nguồn như này đó, thì cái nguồn như này nè sau khi mà nó cung cấp điện thì cái nguồn như này nè nó vô điện sống ha, nó mới cung cấp cái nguồn cho cái con tắc này nè, thì con tắc này mình bật gì nè nó sẽ mới chạy điện xuống đây. Thì mình muốn biết á, là cái con tắc này nó còn sẽ được hay không thì mình sử dụng cái đồng hồ kiểm tra ha. Đó, thì mình vẫn dùng chế độ thông mạch đối sử dụng cái mối kiểm tra con tắc này, mình vẫn dùng chế độ thông mạch, mình thử cái ok không, ok ha. Đó, thì mình sẽ bật cái con tắc này đó, ví dụ như là cái tắc này nè, con tắc này là không bật ha, bây giờ bật lên là coi nó bật không, bật không bật ha, nó không bật là bật lên là coi có thông mạch không, có nó thông mạch xuống đây không ha. Tại đó cả câu chuyện mình sử dụng nè ha, thì ở trên đây nó sẽ có hai cọng dây điện xuống nè, thấy không hai cọng dây điện của con tắc nè, thì mình bật lên nè đó, mình bật lên nè thì mình kiểm tra coi điện nó thông mạch chứ này chưa, thì nó xuống cọng dây xanh đi cọng dây đỏ, thấy không, thì mình đo đây nè, mình có nó thông mạch không đó, thấy đồng hồ mình tiếp không, nó thông mạch là cái con tắc không ok ha. Rồi mình tắt xuống, mình tắt cái mình đo coi nó thông không đó, mình bật xuống nè đó, mình đo lúc này là nó không thông ha, là nó tắt điện rồi đó, nó tắt điện là không thông. Còn khi mà bật con tắc lên là mình cho cái ấm nó đùng á đó. Đó, bật con tắc lên cho cái ấm đùng đó, thì lúc này nó phải thông nha, lúc này nó phải thông. Nếu không thông á, nếu mà khi mình bật con tắc lên không thông thì con tắc này nó đã hư rồi, nó đã hư thì có cách thôi, nó hư thì tất cả cô chú kiểm tra đây nè, có khi nó đứt mạch chỗ này nè, đứt mạch trong này ha, nó đứt mạch trong này. Còn nếu không chắc ăn nữa thì mình sẽ dùng hai công dây điện này mình đấu lại với nhau, mình đấu lại nhau, mình đi ghim vô coi, mình ghim vô cái cám rồi coi nó chai, coi nó có đung hay không ha. Nó đung là hư con tắc này, đó là những là một nguyên nhân ha. Đa số là nó thường thường thấy là nó cháy mấy cái chỗ này là nhiều nè, nó đầu ngày nó nóng rồi, tại vì cái ấm siêu tốc nó nóng đó, thì nó bị bệnh chỗ này nè. Rồi cái con tắc đã xong rồi ha, và ở đây đã xong rồi. Nếu mà nó còn trường hợp nó không đung nữa ha, thì nó sẽ bị hư cái cục gờ le này. Đó, cục gờ le này chưa chắc đã hư, nó bị ten, thì sau đây mình tháo, mình hướng dẫn tất cả cô chú anh chị cách để mà xử lý khi mà tình trạng nó bị ten ha. Thì đây nè, tất cả cô chú anh chị thấy không? Ở đây mình có một cái gờ le nè, thấy không? Nó giống như gan như là cái gờ le đề thôi chứ không có gì khác chứ, thấy không? Khi mà có điện thì nó sẽ nhảy. Nó khi mà đủ sức nóng thì cái gờ le này nè, cái gờ le này nó sẽ nhảy nè. Nó sẽ nhảy để cho mà cho mà không nó ngắt chế độ điện nè. Nó và bình thường có khi lâu ngày qua nó mòn ở đây thì nó không có tiếp được hai cái mạch này được. Cho nên là nó không ăn điện tốt ha, thì nó xảy ra tình trạng là nó cũng mất điện nữa ha. Thì tất cả cô chú anh chị vệ sinh đây nè. Còn nếu mà tháo ra cái gờ le này nó tại quá tại đi ha, thì cái cục này nè ở ngoài thị trường có bán ha, rất là rẻ luôn, không có bao nhiêu tiền nha ha. Đó. Đó thì đối với cắm điện cách sửa chữa thì nó rất là đơn giản, nó chỉ có nguyên lý như vậy thôi. Nhưng mà mình đem cho nhiều người khác, người ta có khi người ta không có sửa ha. Còn cái cục này thì tất cả cô chú anh chị yên tâm đi, không bao giờ nó hư ha, không bao giờ nó hư cục này. Nó chỉ hư mấy cái này thôi, mấy cái bộ phận mà từ nãy giờ đó chàng bạn đã chia sẻ đó. Rồi, đó nguyên nhân nó chỉ có vậy thôi. Rồi sau đây thì mà cái ấm này của mình á thì nó hư liền phát luôn nha. Nó không hư cái này cũng hư kia, nói chung là xài có khoảng nửa tháng thôi là nó hư rồi. Đó thì một hồi mình lắp ráp vô xong là mình sẽ thử cho các cô chú anh chị xem và sẽ hướng dẫn cho các cô chú anh chị cái cách để mà khắc phục cái ấm này là xài cho nó ít hư ha. Rồi đó các cô chú anh chị ha, sau khi mình lắp ráp xong ha, mình sẽ bật lên nấu cho thử cho các cô chú anh chị xem ha. Nó thấy cái đèn cháy không, nó cháy gì là điện là ok ha. Đó rồi ha, cái này á, mà tất cả cô chú anh chị muốn xài cái ấm điện này mà nó ít hư ha, thì chỉ có một cách, sau khi mà nước nó sôi rồi á thì mình sẽ đổ nước này ra ngoài nè. Đó, mình đổ nước này ra ngoài xong tất cả cô chú anh chị á đổ nước lạnh vô đây ha, đổ nước lạnh vô đây. Đó.
thì nó sẽ cái ấm này nó sẽ hư. Tại sao nguyên nhân mà tại sao khi mà mình nấu nước nóng rồi mà mình xài nước nóng châm ra ngoài hết rồi mà đổ nước lạnh vô á, là sao nó không hư? Thì nguyên nhân thì cả cô chú chị biết, mình gãi thiết bị rồi ha. Thì ở đây nè, khi mà mình nấu thì cái ấm này nó sẽ nóng, nó sẽ nóng lên thì tất cả các độ đây nó đều nóng hết trơn nè, nó đều nóng hết trơn. Mà nếu mà mình để cho nó nóng nữa thì nó mấy cái mạch điện nó sẽ cháy. Thì cách giải nhiệt á, là mình sẽ đổ nước vô đây nè, mình đổ nước vô đây thì tất cả những bộ phận này nó sẽ giải nhiệt ha, nó sẽ nhiệt, thì cái đường dây điện của cái relay của mình á, nó giảm độ nóng xuống thì nó sẽ lâu hư ha. Đó thì nguyên nhân nó vậy thôi đó. Và cách này là mình đã chứng minh rồi nha, tức là mình đã xài như vậy á, thì cái bình siêu lốc của mình á rất là hư luôn đó. Ngày xưa là bạn gái mình á ở phòng trọ, chuyên gia ở phòng trọ, đi làm ở phòng trọ hết, chuyên gia xài cái ấm này hư liền phát luôn. Nhưng mà làm cái cách đó theo cái cách của mình hướng dẫn ha, là không còn hư cái ấm nữa đó. Rồi hen, mình là chồng bạn Giang hen, video mình đây kết thúc. Nếu các bạn xem video mình thấy ok, nhớ cho mình một like đăng ký kênh ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn.